Người đọc Tam Quốc diễn nghĩa có lẽ không ai không biết cụm từ ủng lưu phản Tào. Bốn chữ đó song hành cùng tác phẩm suốt nhiều năm, khiến bao thế hệ độc giả tin rằng tác giả La Quán Trung thiên vị phe Thục và tung hô Thục chủ Lưu Bị đến tận trời. Thế nhưng sự thực phía sau lại khác hẳn. Thậm chí nếu tinh ý, người ta có thể nhận thấy một nghịch lý rõ ràng rằng dù Lưu Bị được miêu tả là một kẻ kỳ tài trong việc thâu tâm, tính kế, dưới trướng lại có nhiều quân sư mạnh tướng, vậy thì đáng ra Lưu Bị phải sớm thống nhất được Trung Nguyên. Ấy thế mà dù có nhiều yếu tố quan trọng để tạo nên một quốc gia hùng mạnh, thì nước Thục lại vẫn luôn là nước yếu thế nhất trong ván cờ Tam Quốc. Đây là vì sao? Có thể nói qua dòng chảy của lịch sử, vấn đề này đã không ít lần được đưa ra mổ xẻ, nghiên cứu, và từ đó hậu thế nhận ra những mặt đen tối đáng sợ của Lưu Bị. Một trong số đó phải kể tới việc Lưu Bị tiến vào đất Thục chiếm lấy cơ đồ của người cùng tông thất là Lưu Trương. Kể từ khi bị chiếm được quyền cai quản, đã trực tiếp biến nơi đây trở thành cứ địa của Tây Ương. Nhưng liệu những lập luận của hậu thế về một triều đại đã đi qua hàng thế kỷ trước có thực sự thuyết phục không? Liệu Lưu Bị có thực sự là tai họa trời ban cho nước Thục như những gì thế nhân đang nói? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu điều đó trong video ngày hôm nay. Lưu Bị và điểm yếu chí mạng của nhà Thục. Mùa đông năm 207 tới mùa xuân năm 208, Lưu Bị dẫn theo Quan Vũ và Trương Phi tới Long Trung bái phỏng Gia Cát Lượng tổng cộng 3 lần. Thời điểm ấy, Lưu Bị đã 46 tuổi, nhưng ông lại chỉ có thể làm bộ hạ của Lưu Biểu ở Kinh Châu, không có mảnh đất cắm rùi. Vì sự nghi kỵ của Lưu Biểu, Lưu Bị ở Kinh Châu cũng luôn trong cảnh ủ rũ, bất đắc chí, đến mức ăn không ngồi rồi. Nhưng dù có như thế, Lưu Bị cũng không hề từ bỏ khát vọng làm nên đại nghiệp của mình. Ông trút bỏ địa vị hậu duệ nhà Hán, trút bỏ địa vị tả tướng quân, chỉ lấy một địa vị, một người trong lòng chứa thiên hạ, tới Long Trung bái phỏng Gia Cát Lượng, người kém mình tới 20 tuổi. Lúc này Gia Cát Lượng chẳng có mấy danh tiếng vì chưa từng đi làm quan, ông cũng không có thành tựu chính trị đáng kể nào. Nhưng cho dù như vậy, Lưu Bị vẫn vô cùng tín nhiệm và trọng dụng Gia Cát Lượng. Sau khi mời Gia Cát Lượng xuống núi, Lưu Bị hết sức tín nhiệm Gia Cát Lượng, không những để ông trấn thủ hậu phương, sau khi thành lập chính quyền còn giao quyền lực vào tay Gia Cát Lượng. Dù sau này Lưu Bị phó thác con côi ở thành Bạch Đế, ông cũng trao cho Gia Cát Lượng quyền lực tuyệt đối. Khi ấy thậm chí Gia Cát Lượng có thể thay đổi đế vương, đủ để thấy sự tín nhiệm và trọng dụng của Lưu Bị dành cho Gia Cát Lượng. Từ biểu hiện của Lưu Bị, ông không hổ là một bậc quân vương tài đức sáng suốt. Gia Cát Lượng cũng không phải hạng xoàng. Khi làm quan, ông biên soạn ra Thục Khoa, đồng thời quản lý đất nước theo pháp luật, khiến muôn dân tin phục. Khi cầm quân, ông có thể đánh cho Từ Mã Ý phải sợ Thục như sợ hổ. Khi bắc phạt, từ đó có thể thấy tài năng quân sự và chính trị của Gia Cát Lượng. Vậy tại sao Thục Hán có Lưu Bị hiền minh và Gia Cát Lượng năng lực xuất chúng? Tại sao vẫn không thể thống nhất thiên hạ? Điều này kể tới những điểm sai của Lưu Bị. Đầu tiên là cách ông ta chọn đất để dựng cơ đồ. Chúng ta không thể phủ nhận một điều rằng Thục Hán quả thực là một đất nước chứa đầy tiềm năng, đúng như những lời ngợi ca của biệt giá Ích Châu, Trương Tùng khi ngồi nói với chủ bạ phủ Tào thừa tướng Dương Tu. Ông đã nói: Thục là Tây Quận, tức Ích Châu, sông có Cẩm Giang là hiểm, núi có Kiếm Các là cao, xung quanh 208 thôi đường, ngang dọc hơn 3 vạn dặm đất, làng mạc liên tiếp với nhau, chợ búa không quãng nào vắng, ruộng nhiều, đất tốt, không lo gì nước lụt nắng to, nước giàu dân no. Tiếng đàn sáo rộn ràng vui vẻ, thổ sản sinh ra, chứa cao tày núi, quả thực thiên hạ không đâu bằng. Tuy nhiên lịch sử chứng minh, từ xưa đến nay, ở Trung Quốc chưa có một chính quyền nào lấy Tây Nam Vân Quý, Vân Nam và Quý Châu làm căn cứ mà thống nhất được thiên hạ. Trừ nhà Minh, tất cả những vương triều khác đều dựa vào khu vực phương Bắc và Trung Nguyên đánh xuống phía Nam để thâu tóm thiên hạ về tay mình. Trước đó, nhà Tần và Tây Hán có thể thống nhất thiên hạ nhờ vào bình nguyên Quan Trung. Bởi thế, tính quan trọng của căn cứ địa được đặt lên hàng đầu. Cần biết rằng, bình nguyên Quan Trung vô cùng rộng lớn, có đủ cơ sở kinh tế để nuôi sống một chính quyền và sát nhập đại quân của thiên hạ, có thể quyết định xuất quan hoặc bế quan theo hình thức. Còn Đông Hán dựa vào vùng kinh tế Hà Nội, tên quận thời Hán Sở ở Trung Quốc, quận trị đặt tại khu vực Tây Nam Vũ Trắc, tỉnh Hà Nam bây giờ, bao gồm khu vực bờ bắc sông Hoàng Hà và phía tây của đường sắt Bắc Kinh, Hán Khẩu để phát triển lớn mạnh, từ đó tiến đến thống nhất thiên hạ. Khi ấy, sự phát triển của vùng kinh tế Hà Nội đã đứng đầu Đông Hán.
Chính bởi thế, vào cuối thời Đông Hán, Viên Thiệu đã chiếm cứ Hà Nội từ lâu, tiến tới chiếm cứ phương Bắc, đồng thời thống nhất thiên hạ từ Bắc xuống Nam. Vào cuối thời Đông Hán, thiên hạ rối ren, vùng kinh tế Quan Trung cũng xảy ra tình trạng sụp đổ. Lúc này Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất. Khi ấy, Tào Tháo phát triển Hứa Xương thành công, từ đó có được nền tảng để đối đầu với Viên Thiệu, cuối cùng xoay chuyển tình hình hai bên ở Quan Độ, sau đó mất gần 8 năm thống nhất phương Bắc. Sau khi thống nhất phương Bắc, Tào Tháo lấy Nghiệp Thành làm trung tâm, từng bước phát triển, từ ấy lấy Nghiệp Thành làm thủ phủ xây dựng chính quyền Tào Ngụy. Trong thời kỳ Nam Bắc Triều, Nghiệp Thành có thể trở thành đô thị quan trọng nhất phương Bắc, nguyên nhân nằm ở sức mạnh kinh tế của Hà Nội. So sánh với Tào Ngụy, Thục Hán lấy Hán Trung, Tứ Xuyên làm vùng kinh tế. Vùng kinh tế Hán Xuyên đủ để nuôi sống một chính quyền địa phương. Lịch sử cũng đã nhiều lần chứng minh khu kinh tế Hán Xuyên quả thật có thể làm được việc này. Nhưng với trở ngại về địa hình của Hán Xuyên, vùng kinh tế không thể mở rộng, tối đa cũng chỉ được có vậy. Chính việc có các dãy núi bao quanh tuy giúp việc phòng thủ trở nên dễ dàng, nhưng ngược lại, nó cũng khiến cho việc xuất các đoàn quân lớn ra ngoài đất Thục cũng gặp trở ngại không kém. Chính vì thế mà quân Thục chỉ mãi xuất quân quanh vùng Kỳ Sơn mà không tìm nơi khác. Lý do là bởi ở đây có các cửa ải Dương Bình, Tý Ngọ, Trần Thương, Nha Đình, những ải đủ lớn để cho các đoàn quân lớn đi qua. Còn các ải và các tuyến đường khác thì đúng như lời Lưu Bị từng nói: "Tôi nghe đường Thục gập ghềnh sông núi, trùng trùng điệp điệp, xe không đi lọt bánh, ngựa không chạy sóng đôi." Nó ứng với việc muốn đi sang Đông Ngô chỉ có thể trông cậy vào dòng sông chảy xiết quanh năm, sông Trường Giang. Muốn đi Bình Nam Man ở vùng Vân Nam thì càng là một thảm họa khi phải trèo đèo lội suối, băng qua những dãy núi hiểm trở thì mới tới được. Điều đó đã tạo nên một hệ lụy không mong muốn. Trong cả ngàn năm lịch sử trước và trong thời kỳ Tam Quốc, Thục là vùng cực kỳ kém phát triển về hạ tầng. Các thành phố lớn thì chỉ có Hán Trung và Thành Đô là phát triển hơn cả, còn lại thì dân cư thừa thớt, ít nhất trong ba nước Tam Quốc. Theo cách tính toán của Lưu Bị khi lên ngôi hoàng đến năm 221, thì dân số nước Thục khi đó chỉ có khoảng 90 vạn người, trong khi hai vùng đất Đông Ngô và Tào Ngụy đã lên tới 300 đến 400 vạn người. Dân ít dẫn đến nhiều hệ lụy xấu cho nhà Thục trong việc huy động nhân lực phục vụ cho quân sự, xây dựng cơ sở hạ tầng quốc gia, thu thuế khóa, tỷ lệ nhân tài cũng eo hẹp hơn quốc gia còn lại. Bởi thế, xét theo sức mạnh kinh tế, lấy Hán Xuyên làm căn cứ địa sẽ không thể thống nhất được thiên hạ. Chính bởi thế, quy hoạch chiến lược của Gia Cát Lượng trong Long Trùng Đối Sách mới là chiếm cứ hai vùng kinh tế lớn Kinh Châu và Hán Xuyên. Nếu được như vậy, sẽ gây dựng được hai đội quân ở hai vùng Kinh Châu và Hán Xuyên và từ đó đánh chiếm khu vực Quan Trung. Sau khi chiếm được ba vùng kinh tế, sẽ có thể thống nhất thiên hạ. Chỉ tiếc là từ đầu chí cuối, Thục Hán vẫn không thể chiếm được ba vùng kinh tế đó, khiến Long Trùng Đối Sách chỉ thành công được một phần. Vì vậy, dù Lưu Bị và Gia Cát Lượng có tài giỏi tới mức nào cũng chẳng thể thống nhất thiên hạ. Qua đó có thể thấy, ngay từ thời Tam Quốc, đất Thục đã xuất hiện nhiều vấn đề chí mạng đối với vận mệnh quốc gia, chưa kể đến những nguyên nhân chủ quan khác cũng trở thành tai ương của nhà Thục. Tai ương về nội bộ. Một trong số đó là nguyên nhân nội chiến liên miên, mâu thuẫn trong nước ngày càng sâu sắc. Nhà Thục Hán có sự bắt đầu quá muộn. Sau trận Xích Bích, khi Lưu Bị bắt đầu mở rộng thế lực, Tào Tháo đã thống nhất phương Bắc, chiếm giữ một nửa Giang Sơn, còn Hộ Tôn hùng cứ vùng Giang Đông rộng lớn. Lúc này miếng bánh thiên hạ đã được phân chia gần xong. Với nền móng như của Thục Hán, muốn có được nhiều lãnh thổ hơn là điều rất khó khăn. Khi Lưu Bị vừa lập nên nhà Thục Hán, nội bộ thế lực của nhà Tào, Tôn trải qua một thời gian dài hình thành, phát triển, sớm đã đi vào quỹ đạo như mong muốn, vận hành trơn tru. Trong khi đó, nội bộ nước Thục vẫn xảy ra tình trạng các phe cánh vẫn tranh đua nhau. Lưu Bị dù giỏi thâu nhân tâm cũng khó lòng địch lại gốc gác. Vốn dĩ Lưu Bị không phải là người gốc ở Ích Châu, ông sinh ra ở Hà Bắc và không sống ở Ích Châu lâu dài. Về phần các tướng lĩnh và mưu sĩ đi theo Lưu Bị khởi nghiệp, cũng có rất ít người có xuất thân ở Ích Châu. Tự chung lại, đối với Ích Châu, tập đoàn của Lưu Bị hoàn toàn là một thế lực ngoại bang. Điểm này có thể nhận thấy ngay từ khi Lưu Bị mới vào Ích Châu, đã xuất hiện mâu thuẫn giữa Lưu Bị và người dân địa phương. Nước Thục chia ba, gồm những người ban đầu vào sinh ra tử với Lưu Bị, thế lực Kinh Châu và cả thế tộc địa phương giành được Ích Châu cuối cùng. Ba thế lực đan xen lẫn nhau vẫn luôn tồn tại mâu thuẫn, chỉ là khi ấy Lưu Bị, Gia Cát Lượng vẫn còn trấn giữ được. Về sau khi họ qua đời, những mâu thuẫn này dần dần bộc lộ ra. Ngoài ra, trước khi Lưu Bị tiến vào Ích Châu, Lưu Trường đã chiếm giữ vùng đất này trong nhiều năm. Do đó, sau khi Lưu Bị nổi dậy chiếm được Ích Châu, những thuộc hạ cũ cùng cường hào địa chủ vẫn còn tồn tại.
Tuy bề ngoài những người này đầu hàng trước lực lượng của Lưu Bị, nhưng đằng sau họ vẫn duy trì sự độc lập, chống đối hết mức có thể. Đây là khó khăn mà tập đoàn của Lưu Bị phải đối mặt. Với việc dùng lễ để đối đãi hiền tài của Lưu Bị, xem ra khó có thể áp dụng ở Ích Châu trong bối cảnh lúc đó. Năm 221, Lưu Bị lên ngôi hoàng đế của Thục Hán. Đến năm 263, Thục Hán sụp đổ. Như vậy, Thục Hán chỉ tồn tại 42 năm. Trong thời gian này, thế lực của Lưu Bị và các lực lượng địa phương ở Ích Châu vừa có sự hợp tác, vừa cạnh tranh. Hai bên tuy duy trì sự hợp tác nhưng vẫn có không ít mâu thuẫn. Trên thực tế, không phải Lưu Bị không nhận ra tầm quan trọng của quyền lực địa phương ở Ích Châu sau khi vào Tây Xuyên. Vị quân chủ này đã đưa một số người ở Ích Châu làm quan nhằm tạo ra một môi trường tương đối ổn định cho việc thành lập Thục Hán. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng tiếp tục kế thừa chính sách tuyển dụng của Lưu Bị, khi sử dụng các nhân sĩ ở Ích Châu làm quan cho tham gia cuộc viễn chinh ở phía Nam và chiến dịch Bắc Phạt. Tuy nhiên, bổ nhiệm là một chuyện, nhưng liệu điều này có thực sự giải quyết được cấu trúc quyền lực vốn có ở Ích Châu hay không lại là một vấn đề khác. Mặt khác, những nhân vật cốt cán trong tập đoàn Lưu Bị lại không phải nhân sĩ, chẳng hạn như Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều xuất thân từ các tướng quân. Chỉ có Gia Cát Lượng và một số người khác có thể được coi là nhân sĩ. Chính điều này tạo nên sự khác biệt và nảy sinh mâu thuẫn giữa các nhân sĩ địa phương ở Ích Châu với tập đoàn Lưu Bị. Tai ương về mặt chiến lược. Còn về những phương diện nhân tài, vào giai đoạn đầu, Thục Hán vẫn có thể nói là nhân tài không thiếu. Tuy nhiên, trong vài năm trước và sau khi Lưu Bị thành lập Thục Hán, do nhiều nguyên nhân, những người như Pháp Chính, Hoàng Trung, Quan Vũ, Trương Phi lần lượt qua đời, những người còn sống cũng đã cao tuổi, không thể đánh trận được nữa. Có thể nói cả Thục Hán gần như chỉ còn lại một mình Gia Cát Lượng vất vả chèo chống. Sau khi Gia Cát Lượng qua đời, hậu chủ Lưu Thiện không còn sự phó tá của Gia Cát Lượng, bổ nhiệm hoạn quan Hoàng Hạo, gạt bỏ những người trung lương, tạo nên tổn thất rất lớn cho Thục Hán. Nếu nhìn từ nguyên nhân bên ngoài, quả thật là đối thủ quá mạnh. Trong tay Lưu Bị tuy có vô số nhân tài, nhưng Tào Tháo, Tôn Quyền cũng là hào kiệt đương thời, năng thần mạnh tướng dưới trướng cũng không hề ít. Về phía Tào Ngụy có Tuân Úc, Tuân Du và Già Hủ là mưu sĩ. Hàng loạt năng thần như Trình Dục và Quách Gia, các mãnh tướng họ Tào và Hạ Hầu, Ngũ Tử Lương, tướng thống soái ba quân. Đội hình cũng chẳng chênh lệch với Lưu Bị là bao. Về phía Tôn Ngô cũng có các danh tướng vang danh thiên hạ. Song Trương, Trương Chiêu và Trương Hoành là phụ tá đắc lực. Thập Nhị Hổ Thần thống lĩnh ba quân. Danh sĩ năng thần Giang Đông đều có, cũng không hề kém cạnh so với Lưu Bị. Từ những nguyên nhân trên, có thể thấy rằng sự sụp đổ của Thục Hán không đơn giản như nhiều người nghĩ trước đây, bởi sự phản đối và bất hợp tác của các thế lực ở Ích Châu được coi là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự sụp đổ nhanh chóng của Thục Hán trong Tam Quốc. Đây quả thực là điều đáng tiếc. Đến đây thì video của Lịch sử Trung Quốc cũng xin nói lời chào tạm biệt. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Lịch sử Trung Quốc để đồng hành cùng chúng tôi trong những hành trình tiếp theo.